Chào các bạn, bây giờ chúng ta qua bài cách thêm dữ liệu trong C à, tới SQL Server như thế nào. Thì những cái bài trước bao gồm là tạo cơ sở dữ liệu rồi cách kết nối, cách truy vấn là chúng ta đã rành hết rồi. Do đó những em nào mà chưa làm những cái bài trước thì thầy khuyên chúng ta phải nhớ coi lại ha. Tại vì bài này là chúng ta tiếp tục làm dựa trên cái cơ sở dữ liệu mà chúng ta làm từ những bài trước đó. Do đó những em nào mà chưa học những bài trước thì phải coi lại. Bây giờ trong phần thêm dữ liệu thì chúng ta học những cái gì? Cụ thể là trong phần thêm này chúng ta sẽ làm hai trường hợp trường hợp thứ nhất là chúng ta thêm dữ liệu mà chúng ta không dùng parameter và trường hợp thứ hai là chúng ta thêm và có dùng parameter thì cụ thể chúng ta đi vào từng cách như sau cách thứ nhất là thêm dữ liệu mà không cần dùng parameter tức là chúng ta thêm trực tiếp từ cái coding chúng ta truyền giá trị trực tiếp cho nó luôn thì cách làm chúng ta đầu tiên cũng phải làm kết nối cơ sở liệu trước được chưa để kết nối cơ sở liệu thì chúng ta cần có cái chuỗi kết nối sau đó chúng ta dùng cái SQL connection để chúng ta à, tạo cái đối tượng kết nối sau đó các em làm cái SQL comment à. tạo tạo SQL comment thì trong này chúng ta cái em câu truy vấn à, câu uh, lệnh SQL chúng ta sẽ viết như sau là insert into này insert into là câu lệnh là thêm dữ liệu vào một bảng nào đó ta insert into vào bảng sản phẩm và ở đây đằng sau ngoặc tròn chúng ta có bốn cái cột đó là mã tên đơn giá mã như mục tức là cái cột trong cái bảng sản phẩm này sau đó chúng ta có cái value ha value này là các giá trị chúng ta truyền vô cho sản phẩm ha bao gồm là gì cái số ví số 6 tức là mã bằng 6 ha và cái tên à, sản phẩm ha chúng ta muốn có chữ tiếng việt thì chúng ta cũng phải có chữ n đằng trước và sau đó các chuỗi chúng ta để trong nhé đơn rồi xong đến cái cột là cột đơn giá và cột là mã danh mục thì đây chính là cái câu lệnh SQL để chúng ta thêm một cái sản phẩm vào cái bảng sản phẩm sau đây em gắn cho cái comment test ha bằng cái câu câu lệnh SQL này và cuối cùng chúng ta cần phải gán cái condition này, cái condition bên trên chúng ta kết nối thành công thì chúng ta gán cái condition vào cho cái sql comment và bây giờ chúng ta để chúng ta ra lệnh là thêm một dữ liệu thì chúng ta sẽ không dùng lệnh là sql reader nữa mà chúng ta phải dùng lệnh là sql non query ở đây chúng ta thấy sự khác biệt ha ta truy vấn ra thì chúng ta sẽ dùng là sql reader nó trả về sql reader còn khi chúng ta làm ra lệnh là chúng ta thêm thì chúng ta sẽ không dùng cái SQL nữa mà chúng ta dùng là SQ Non Query thì SQ Non Query nó trả về một giá trị giá trị này chính là cái số dòng được ảnh hưởng trong cái cơ sở liệu đó à, tức là sao nếu như mà chúng ta insert là 5 dòng thành công thì cái kết quả này trả về 5 chúng ta insert không có dòng nào thành công cả thì nó trả về không chúng ta chú ý ha do đó đối với kết quả SQ Non Query này chúng ta sẽ kiểm tra so với số 0 nó, nó lớn hơn không thì coi như là chúng ta thêm thành công và ngược lại thì chúng ta là À, số thông báo là, là thêm thất bại à như vậy bây giờ chúng ta sẽ mở Visual studio lên và chúng ta tương tác trên cơ sở liệu cũ mà chúng ta đã làm trong phần truy vấn cụ thể như sau chúng ta sẽ xem lại cái cơ sở liệu test mà thầy yêu cầu các bài trước chúng ta phải tự thiết kế cái, cái cơ sở liệu này gồm có hai bảng là danh mục và sản phẩm ha rồi bây giờ chúng ta mở Visual lên à, chúng ta thiết kế giao diện để chúng ta thêm cái sản phẩm như sau à, ta vào file new Project À, ta chọn là Windows Application ha. Ở đây đặt cho thầy là, là bài 62. Rồi, ta bấm OK. Ta chờ nó build, nó tạo project. Thì chúng ta phải tiến hành nha. Chỉnh cái giao diện này nó bự bự lên chút xíu ha. Cái form này chúng ta chỉnh là khoảng 15. mười à, 15. Ta thiết kế như sau. À, thứ nhất là chúng ta có một cái list view để chúng ta hiển thị danh sách sản phẩm. List à ta hiệu chỉnh như sau. Thứ nhất là cái phần uh, column. Em vào column tạo các cột xong cột mã sản phẩm này tên sản phẩm này à, đơn giá này và ta phải tiến hành nhập cái tiêu đề cho nó ha để là mã đây tên sản phẩm như thầy muốn là cho là khoảng 250 đi đến đơn giá à, đến cái đơn giá ta chọn cái cột header thứ ba là đơn giá này ở đây thầy cho là khoảng là 150 mươi bấm ok là phần cô lâm ha bây à, giờ chúng ta tiến hành, người ta hiển thị lên là thứ nhất là cái read line, ta chỉnh bằng uh, tru cho thầy. rồi hai selection bằng phone. ở đây là full row select chúng ta chỉnh bằng tru. À, cuối cùng ở dưới này ha, cái phần view này này, ta chỉnh đi theo để chúng ta thấy chi tiết cái cột nó, thấy không? vậy là công uh, mã, tên, đơn giá, đây chính là danh sách sản phẩm này. À, như vậy ở đây à chúng ta à, có thể gì? kéo một cái rớt bóc ra trước ví dụ à bây giờ ở đây thầy kéo rớt bóc ra này kéo rớt bóc thầy ghi này là à, danh sách sản phẩm này trong danh sách sản phẩm này thầy sẽ đưa cái list view vào sau đó thầy chọn đốc view à, cho cái à, Lead view nó fill đầy cái rớt bóc đó. rồi thầy chọn sản phẩm à danh sách sản phẩm thầy kéo bự bự ra thầy coi đây về mặc định nha chạy lên đầu tiên là chúng ta sẽ tải là cái danh sách sản phẩm vào cái list view để chúng ta xem cái xem lại cái danh sách sản phẩm nó có những cái gì sau đó chúng ta viết cái chương trình là chúng ta nhập mới một sản phẩm ha rồi bây giờ chúng ta tiến hành đặt tên cho nó như sau thứ nhất là cái list view chúng ta đặt tên cái list view này là elv sản phẩm rồi những em nào mà đã làm cái phần là truy vấn cơ sở liệu thì dễ rồi à, Chúng ta sẽ à, tự xem lại cái bài là làm sao để đọc được danh sách sản phẩm ra Bây giờ chúng ta à, sẽ double click vào cái form Và tiến hành chúng ta kết nối hả Ở đây em có là à, chúng ta sẽ dùng một cái sinh thư viện trước ha Chúng ta vào sinh này uh, là sinh Ta có là system.data.sql client đã tạo SQL client rồi, như vậy dưới này chúng ta khai báo cái gì? Đó là SQL connection. Ta khai báo connection bằng null. Rồi, một cái chuỗi kết nối ta làm ha, đó là cái server bằng cái server của thầy. Rồi cái cơ sở liệu tí là bằng cơ sở liệu mà cũ mà các bài trước thầy yêu cầu chúng ta làm là chúng ta lấy theo tên cơ sở liệu này ha. Rồi, Dám vào đây. Sau đến là user ID ta bằng SA À, bán cuộc chúng ta bằng à, bán cuộc mà thầy đã cấu hình để chạy ha rồi vậy trong form load chúng ta sẽ gọi cái hàm gọi là hiển thị danh sách sản phẩm như vậy, ở đây chúng ta lên tạm cái hàm riêng ta có là rapid voi à. hiển thị à, toàn bộ sản phẩm rồi ta có gì à, ở đây chúng ta sẽ có là um, khai báo là nếu này connection này bằng null thì chúng ta connection bằng new ha cấp pháp bộ nhớ đó, nó truyền cái chuỗi kết nối vào str ở đây chúng ta str connection ha rồi str connection sau đó chúng ta kiểm tra như sau là nếu mà connection chấm stay bằng connection stay chấm close thì chúng ta mới mở lên ha tức là connection chấm open đây ta mở được uh, cái kết nối đến cơ sở liệu. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta truy vấn đúng không? Ta sẽ làm một cái SQL comment bằng cái comment mà chúng ta đã học này. Em truyền vô là comment chấm comment type bằng comment type chấm test. Sau đó comment chấm comment test bằng ta là select sao from sản phẩm. được chưa? sau đó chúng ta làm là comment chấm connection sẽ bằng à, uh, connection đây bây giờ chúng ta bắt đầu truy vấn nè ta, ta bắt đầu gọi lệnh truy vấn đó là sql data reader là phần reader sẽ bằng uh, comment uh, bằng comment chấm sql reader sql reader ha uh. nó trả về một cái đầu đọc uh, cho một bảng dữ liệu nào đó bây giờ chúng ta sẽ làm lại lv uh, sản phẩm chấm item ha uh, chấm lìa Ta tiến hành ta à, truy vấn như sau là trong khi reader à cái reader chấm .net à, chấm .read tức là trong khi nó còn có dữ liệu thì chúng ta sẽ tiến hành đọc thì những em nào mà chưa học cái bài là truy vấn à, thì chúng ta phải coi lại ha thì bài này chúng ta lấy ta xài thôi ta gọi là review item review item bằng new ta truyền vô là gì là reader này ta lấy mã ha chấm, à, à, .get in get in by. Để ta lấy ra là số 0 là lấy mã này. Tiếp theo chúng ta lấy là cái tên. Sub item ha, ta lấy là sub item.s là cái reader.get string. Ta truyền số 1. Đó là cái tên. Rồi tiếp tục là review item.sub item.s ta truyền là cái reader.get in. Ta truyền vô số 2 là ta lấy được cái à cái gì đơn giá. Và chúng ta đưa lên clip view như sau ta Đây là lv sản phẩm này .item .s Ta chuyển lv .io ha. Thì lập tức nó sẽ hiển thị được cái danh sách sản phẩm lên Do đó khi chúng ta viết xong Thì cái phần form này này Chúng ta gọi nó thôi Chúng ta gọi là hiển thị toàn bộ sản phẩm Bây giờ chúng ta chạy lên coi chúng ta đã Thấy được là danh sách sản phẩm chưa Ta chạy lên Chúng ta bấm start Và đợi nó biên dịch để nó Tạo được cái phần mềm cho chúng ta ha và chúng ta quan sát là ngay cái bản thân cái phong lót hiển thị lên thì nó sẽ tải toàn bộ sản phẩm lên list view cho mình Nha. Ta thấy không đã đây như vậy chúng ta có đã thông tin sản phẩm rồi bây giờ bên này chúng ta cần thiết kế một cái màn hình để chúng ta thêm một sản phẩm mới ha ta đưa ra hai trường hợp đó là thêm à, không dùng parameter và thêm dùng có parameter thì chúng ta làm từng công đoạn như sau thứ nhất là trong phần này À, chúng ta có là ta kéo ra này một cái rớt bóc mình kéo rớt bóc ra em ghi cho thấy là um, thông tin chi tiết sản phẩm mình chưa ta thêm vô là cái mã tên này à, mã rồi tên rồi đến cái giá và chúng ta cần cho biết là nó thuộc danh mục nào à, danh mục và ở đây chúng ta à, quan trọng là chúng ta yêu cầu là nhập cái cái mã danh mục vào còn không thì chúng ta sẽ thể tạo một cái còm bao bóc chúng ta tải toàn bộ danh mục vào còm bao bóc cũng được ví dụ à, trong trường hợp để đơn giản thì chúng ta lên kéo test bóc ra ta nhập cái mã danh mục vào cho tiện à, ta kéo vào ha à, mã này tên này giá này sau đó chúng ta có nút uh, lưu à, ví dụ ở đây thầy làm đó là lưu không dùng para parameter dạ yeah. lưu không dùng parameter này tiến hành nha làm bài này ha rồi đặt tên nó như sau Là TT mã TT tê mã Đây là TT tê tê tên Rồi TT tê tê giá TT mã danh mục Ở chỗ này này vì để đơn giản lên thầy ví dụ là cái test box Còn khi làm là chúng ta lên kéo cái combo box ra Chúng ta tải toàn bộ cái danh mục trong cơ sở liệu lên đây Sau đó là chọn danh mục nào Thì tự động khi bấm lưu á thì nó sẽ gán cái danh mục ứng với cái sản phẩm mà chúng ta muốn lưu nhưng để đơn giản thì thầy để cái tét bóc để chúng ta nhập cái mã vào cho nó nhanh rồi bây giờ chúng ta tiến hành ta bấm vào lưu không dùng parameter thì chúng ta dùng công thức chúng ta vừa học đó gì dùng câu lại insert bình thường mà chúng ta gắn giá trị trực tiếp luôn ha bây giờ chúng ta làm như sau sao cũng có gì là nếu này con nó bằng nôn thì chúng ta phải gì cấp phát cho nó str condition. sau đó chúng ta cũng kiểm tra là nếu gì condition chấm stay bằng condition stay chấm close thì chúng ta phải mở lên ha ta sẽ có là condition chấm open để chúng ta mở lên sau khi mở thành công rồi thì chúng ta phải bắt đầu tiến hành là câu lệnh sql comment à, đó là comment bằng new sql comment đó là comment chấm à, comment thai bằng comment thai chấm test à, comment chấm comment test sẽ bằng cái câu truy vấn mà mình làm đó à, chúng ta chúng, ta, chúng ta làm sau và comment chấm à, connection sẽ bằng connection được chưa như vậy thì chúng ta cần đưa cái công thức mà chúng ta nhập liệu vào như thế nào thì cụ thể chúng ta nhìn vào trong slide này cứ insert into thôi rồi đến cái tên bảng là đến gì mà một tròn là tên cột rồi chuyển cái giá trị cho nó được chưa thì bây giờ chúng ta sẽ gắn nó như sau đã có này đã có là string sql bằng insert into cái bảng tên gì bảng tên sản phẩm là bảng này này được chưa lấy tên ha cần nhân c lấy cái tên sản phẩm rồi tên cột bao gồm cột những cột gì ta mở ra này cột mã này phải à đến cột tên cần nhân c phải này cột đơn giá phải này cột mã danh mục rồi sau đó chúng ta tới cái value à, tới value value là cái giá trị truyền vào cho nó thì chúng ta làm như thế nào cái giá trị này thứ nhất là cái mã chúng ta truyền vô là tt mã chấm test được chưa sau đến cái tên đúng không ta phải một cái ta tới cái tên là tt tên test mà cái tên này là là cái chuỗi này ta để ý này là cái chuỗi thì phải để trong nháy đơn do đó ở đây chúng ta có thể bổ sung thêm cái chữ n nháy đơn để nó nháy đơn lại rồi phẩy này đến cái giá nó gọi là tt giá chấm test cuối cùng là chúng ta đến cái mã danh mục thì chúng ta tiếp tục ta phải một cái nữa ta nối thôi là tt là mã danh mục chấm test được chưa ở à đây là một chuỗi rất là dài bây giờ tôi enter xuống này cho nó dễ nhìn này enter ngay luôn này ta nối chuỗi đây để cho dễ nhìn ta thấy không là insert into cái bảng sản phẩm có cái bốn cột là cột mã cột tên cột đơn giá cột à, mã danh mục Giá trị gắn cho nó này là cái mã này là kiểu số lên không để trong nháy đơn, tự ứng với cái mã Sau đến cái tên sản phẩm thì tự ứng với cột tên này vì tên là kiểu chuỗi do đó để trong nháy đơn Mà vì chúng ta có dấu tiếng Việt nên chúng ta phải có chữ N trước Sau đó phải một cái đến cái giá, giá là số lên không cũng có nháy đơn Và mã danh mục kiểu in cũng không có nháy đơn đó, Đây là câu SQL Sau đó chúng ta thì thay đến cái comment này bằng SQL thôi Đây chính là cái câu mà Insert Một cái dòng dữ liệu vào cái bảng Vậy là chúng ta gán xong câu truy vấn à, Câu SQL cho cái SQL comment Bước tiếp theo là chúng ta sẽ Gọi lệnh như sau đó là comment này .sql Non-query nhớ ha Chỉ khi nào chúng ta dùng câu lệnh select Thì chúng ta phải dùng là SQL reader Còn nếu như chúng ta dùng câu lệnh insert, update, delete Thì chúng ta phải gọi là SQL non-query Nhớ chỗ này vậy SQL non-query nó trả về một cái kết quả nào đó Trả về một cái giá trị nào đó Cái giá trị này chính là cái số dòng ảnh hưởng trong cái bảng mà chúng ta vừa tương tác cụ thể là chúng ta insert 5 dòng thì nó trả về 5 insert hai dòng thì trả về hai không insert được dòng nào thì trả về không do đó ngay đây chúng ta có thể kiểm tra là nếu là red mà lớn không là thành công này thành công thì chúng ta chỉ cần tải lại cái hiển thị toàn bộ thôi còn eo thì chúng ta có thể làm một cái lệnh đó là matchbox uh, chấm sâu là thêm thất bại được rồi để chúng ta chạy lên chúng ta test thử trường hợp này như thế nào ta coi ha tạo một uh, con này rồi tạo cái comment này tạo cái câu sql chúng ta gắn sql đó cho cái comment và ở đây chúng ta gọi là sql non query bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta thực thi này nó như thế nào ta bấm start này